cái này con sẽ qua đây ngồi với lại cô Bình nè, cho cô Bình đỡ lo, rồi chú sẽ đi qua mà chú lấy bánh rồi chú chạy vô nha. Sáng rồi. Ủa chú đi lấy bánh ngoài cửa nè, để chú xíu nha. Trời ơi sao mày vậy, bây giờ chị đã đặt niềm tin vô một người. Ok đây. Ở bên kia hình như có đông đông người rồi phải không ta? Căn ở đấy kìa, căn phòng em dịu. Trời ơi tụt cái quần của con tôi. À, xa xa là chúng đang thấy có bố Fabo nè. Có pin phải không? Anh ta đi con. Con ngoan quá vậy. con gì? Nguyễn Ngọc Tuấn Anh. Nickname là Corbin phải không? Chú tên là Quang Trung nha. Bên này con ở đây chơi với chú với mấy bạn nha. Xong rồi hồi nữa ba mẹ đón con sau. Ok. Con cụng tay chú này là bạn ba nè. Cụng tay kìa. Cụng tay chú cái đi. Nghe mẹ đi nói nè. Bây giờ á, Corbin phải học tác. Corbin ở đây, Corbin chơi con nhìn đi. Nè, con nhìn chị nè. Với lại nè, em nè, đâu có ba mẹ theo đâu. Ngồi đây đợi một xíu xong rồi mẹ không. Trước giờ thì lúc nào bên cạnh em một cũng là ba mẹ, hai là các cô chú hoặc là người thân ở trong gia đình. Lúc nào em cũng đã quen cái cảm giác là có người thân bên cạnh. Cho nên là khi mà không có ba mẹ thì em hơi hoảng loạn một xíu. À vậy thôi bây giờ mẹ nói nghe nè, chị con ở đây đi, mẹ xuống xe á, mẹ nói với bác Khải đưa đồ cái mẹ quanh lại. Thôi ba biết rồi, Bên. Hay bao nay ơi. Bên tới nữa kìa. Chào một tám chào mọi người cái chào nữa đây. Bây giờ mình có gia đình mới là anh Quốc Nghiệp, chị Ngọc Mai với lại em Hùng Tâm, em bé Hùng Tâm, em bé Corbin. Mời anh chị qua phòng kế bên chút xíu để quay lại đón con nha. Năm em bé đã đầy đủ nhưng mỗi rồi, người ở một nha. Thế giới rồi. Này. Rồi. Mẹ ở đây đi. Mẹ cho con mẹ ngoài được không? Con muốn ra ngoài hả? Vậy bây giờ mẹ nói nè, mẹ sẽ cho cô Bình ra ngoài một xíu để cho cô Bình bớt căng thẳng, xong rồi cô Bình lại vào trong này chơi với lại các anh chị với lại em được không? Rồi. Bố mẹ đưa cô Bình ra xíu rồi mình gặp lại nha. Nếu như mà để cho mẹ Ni và ba bô mà để mà tự á, thật sự là mình không có can đảm. Như cái việc mà con đi học thôi á, mình đã cảm thấy nó rất là khó khăn với mình, rất khó với mình luôn. Nhờ chương trình thì mình đã có một cái cơ hội mà để cho Bình được trưởng thành hơn. Mẹ Ni thấy rất là hay luôn, chương trình rất là hay. Nghe mẹ nè, hôm nay tất cả là người quen của ba với mẹ và là những người rất là an toàn nè, không có nguy hiểm. Cái chú Chung ở trong á mà nó xanh con nhớ không? Chú Chung sẽ chơi với Bình. Tại vì con nhìn đi, có mấy em ở trong nữa kìa. Nè, con nhớ Buna không? Buna nhỏ hơn con á, mà hồi nãy Buna khóc luôn. Bình thường tụi con á, có bao giờ mà hả đi chơi mà không có ba mẹ bên cạnh không? Con là lúc nào á, là cũng ba mẹ cũng luôn bên cạnh, đi đâu cũng có ba mẹ đi đâu. Hoặc là ông bà hết á. Trời ơi, chú nhìn con chú thấy là giống mẹ con không? Con xinh nhớ mẹ quá vậy ba, ta? Ba con nói là con giống ba. Vậy hả? Thì con cũng có nét giống ba luôn. Nhưng mà hả, nhìn vô con chú cứ thấy là giống như là mẹ con thu nhỏ lại vậy đó. Rồi bữa nay tụi con có biết là hôm nay đến đây là có gặp được nhau rồi, có gặp bạn mới không? Có không? Có biết không? Tụi con có, à cũng biết hả? Tụi con có chờ đợi không? Có mong chờ là tới ngày hôm nay để được gặp các bạn không? Con vui quá, con rộn ràng quá, con hồi hộp quá. Bình tĩnh là kìa, trời ơi hay quá. Bây giờ nè, cô Bình tự hoan hô mình coi. Tự hoan hô vì mình đã bình tĩnh nè. Bây giờ mình mong vào. Trời ơi quá hay luôn.
hai ngô. Xíu mẹ có qua chúng con không? Có nha mẹ nha. Rồi con vào nha. Không, con nè. Đây nè, đây nè, nghe nè. Khoan, bình tĩnh nè. Đây nè, nắm tay mẹ. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Lúc mà mẹ nói á, cô Bền nó nhất lúc mà cô Bền nó bị mất bình tĩnh thì cô Bền làm sao đâu, là mẹ coi coi. Rồi, ok chưa? Rồi, rất là đẹp trai nha. Bây giờ vô hai phần tiếp chung nè. Bye bye con. Một xíu mẹ sẽ quay lại. Rồi. Ôi. Ba mẹ đi chút xíu à. Ba mẹ ở bên kế bên, cái phòng kế bên luôn nè con. Ba mẹ chờ cùng với lại ba mẹ của mấy bạn. Xong mình vô đây mình chơi với mấy bạn, xong rồi ba mẹ đón mình sau nha. Mình vô mình chơi làm quen với em thử nha. Đây là chị Chili. Đây là anh Tâm. Vô làm quen với anh chị nha. Rồi mời em. Nắm tay em dẫn em vô nè. Em lo nè. Không sao, không sao. Ba mẹ sẽ quay lại đón mình sau. Anh Tâm chơi trò gì vậy con? Ủa con này con gì? Con cá. Con này con cá hả? Ủa con cá gì màu kỳ vậy ta? Gắn làm sao? À ở nhà con cũng có chơi cái này hả? Nhưng mà con biết ráp cái này không? Không. Con lại con tập thử coi. Trời ơi, em Bona nhỏ mà đang ráp. Thật vui vì cô Bình đã quen với mọi người. Bây giờ cô Bình con giới thiệu được chưa? Rồi bây giờ cô Bình giới thiệu cho mấy anh chị cùng nghe nha. Cô Bình tên là con. Cô Bình năm nay mấy tuổi? 3 tuổi. 3 tuổi rồi. Cô Bình học đi học chưa? Dạ rồi hả? Cô Bình đi học có bạn không? Có. Bạn thân với cô Bình tên gì? Dạ Hiờ là bạn nào? Dạ bạn gái. Hazel là một em bé rất là xinh, học chung lớp với Corbin. Con gái. Con gái. Mỗi lần mà nhắc tới Hazel là Corbin hay nói là sao mẹ đi chọc ghẹo con hoài vậy, sao ba bô chọc ghẹo con hoài vậy. Nhưng mà khi mà lên chương trình á, hỏi bạn thân nhất của con là ai, lại là nhắc là Hazel. Bây giờ Corbin vô chơi với mấy anh chị nha. Bây giờ con ráp với anh chị cái này xong đi. Con cá nó chạy được chút xíu là ba mẹ sẽ quay trở lại nha. Rồi con vô đó ngồi nha. Con cứ chơi đi nha. Rồi. Mà sợ này sợ quay chung bỏ đi. Nhát lắm chị. Bây giờ đang dựa vô quay chung. Ở nhà mình mới có cái này. Ở nhà con cũng có cái này hả? Nhưng mà là hình gì? Hình biết gì luôn hả con? Wow. Là con có biết gì màu đỏ. Ồ, biết gì màu đỏ vậy? Cái này là màu gì? Màu nâu. Màu này? Vàng. Màu này? Cam. Hay quá. Ủa mà mấy con muốn ăn bánh không? Con ăn bánh không? Đói bụng. Đói bụng hả? Ăn bánh hay là uống nước? Chú lấy bánh vô cho tụi con ăn nha. Dạ. Chú đi lấy bánh cái nha. Dạ. Ăn bánh không? Con ăn bánh hả? Con ăn bánh không? Cái này. Con sẽ qua đây ngồi với lại cô Bình nè. Cho cô Bình đỡ lo. Rồi chú sẽ đi qua mà chú lấy bánh rồi chú chạy vô nha. Sáng rồi Ủa chú. Chú đi lấy bánh ngoài cửa nè. Để chú xíu nha. Cậu sao mày vậy? Bây giờ chỉ có đặt niềm tin vô một người thôi. Rồi nè con. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là nhìn cái hình này. Đây, xong rồi mấy anh chị em sẽ cùng nhau ráp cái này cho được nha. Chút xíu. Rồi con yên tâm nha. Ở đây có nè chị Queenie với anh Tâm nè. Lúc nào á là anh muốn Bình á là có một cái niềm tin vào một cái người nào đó. Lần này á thì nói là chú Trung á là bạn thân của ba. Là Bình cứ dè chừng, cứ nhìn chú Trung rồi hỏi chú Trung đi đâu vậy. Chú Trung mới đi có 10 giây rồi, chú Trung đi lấy nước hả, chú Trung đi lấy bánh hả. Tội nghiệp lắm, nhưng mà rất là tin lời ba mẹ. Là ba mẹ nói người đó là người tốt thì sẽ tin tưởng và đặt niềm tin. Cho nên chỉ còn người đó rời đi thôi là giống như là không còn ai nữa hết. Rồi chú lấy bánh về rồi nha. Úi cửa nè, hình như chú đi ra ngoài cửa chú nghe cô Bình khóc hả? Đúng rồi. Chú đi lấy bánh có chút xíu à. Đây nè bánh nè nha. Rồi chú để bánh ở đây nha. Rồi đợi chú chút xíu chú đi lấy nước. Chú đi chú. Ừ. Sao vậy trời, cô Bình
sọc đi. Thôi trời ơi, nữa. Trời ơi, sao mà nhẹ hoài vậy? Lúc đó mẹ Ni với ba Bô mà nhìn ngồi bên cái phòng bên phòng kế bên đó mà xem á, ba mẹ rất là kiểu sốt ruột, dã man luôn. Xong rồi á, mình nghe được cái câu mà cho mẹ Corbin qua đi, thì lúc đó là cực kỳ yên tâm luôn, giống như là thở phào nhẹ nhõm luôn, tại vì biết là mẹ Ni qua giống như là giải quyết được mọi chuyện. Rồi rồi, bọc ra ngoài cho mình tỉnh lại nha. Mình ra đây một xíu mình ngoài lại nha. Về nhân. Thấy con bình tĩnh lại đi, có sao đâu mà sao con khóc dữ vậy. Trời ơi, có lấy nước rồi mà sao chúng lâu như vậy.